Chơi. Các bạn nào, tôi tên là Phạm Văn Thông. Chết à? Đi xuống là chết. Không khô luôn đấy. Không chờ được không? Giờ đang hỏi đi. Đây ra đây. Thuê được phòng ngủ. Ừ. Anh em đều ở đây luôn. Đây, đây, đây. Mày sẽ không công việc. Không phải. Cái này kia xong. Đó là một cái gì đâu. Không người đấy. Xem nhá. Từ từ. Nhìn lại các bạn số của anh. Con nhìn thấy cái mã đấy. Anh để tờ giấy và mình nhìn nữa. Chú tích 823 này. Em đợi anh tí nha, anh đang làm việc tí nha. Ok. Cái gì nhỉ? Cái video buộc sắt với lại cốt pha với lại thế thì thể lực thì bữa trước gửi cho chị Thúy. Chị thế Thúy thì, quay à? Thế thì không được, anh vẫn phải có lại. Phải ở chỗ bên em quay không? Thì bây giờ anh gửi cho em có được không? Không. Anh có video đấy rồi chị? Không, không. Chị Thúy Lam này. Không, không. Phải số này. Thì cũng số này, quần áo này, số 823. Chị Thúy nào? Thủy á? Thủy Lâm ấy hả? À, thế thì chị quay rồi, em biết được. Thôi, không nói nữa. Em biết rồi nhá. Đây. Số này đâu này. Về mà các bạn đi kiểm tra xem đã đủ chưa. Ai quay ốp cho anh? Hả? Bạn đi quay ốp. Dạ, chị Thúy quay luôn. Ốp không? Ốp cái gì? Ốp. Ốp, ai quay ốp đây này? Bạn này. Đợi bạn đi ký thôi rồi. Sắt. Sắt á? Em quay hồi sắt cho anh. Thế thì bạn đi ký chứ, em ký rồi. Ký rồi. Ai quay người ký rồi. Từ từ, em gật đầu đã. Nhi Hảo, Nhi Hảo. Nhi Hảo, Nhi Hảo. Tôi tên là Mai Nhi Hảo. Ok.